Vĩnh Long hiện có gần 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động và 20.000 hộ sản xuất kinh doanh. Quy mô gia đình và ngành nghề truyền thống làm cho nhiều doanh nghiệp thiếu chiến lược phát triển. Do vậy, từ năm 2014 đến nay, Vĩnh Long đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả và tiến tới hội nhập kinh tế thành công. Năm 2013, ngành thực phẩm chế biến đối mặt với sự quay lưng của người tiêu dùng khi ngành chức năng phát hiện tỷ lệ lớn sản phẩm bún chứa quá chất độc hại để kéo dài hạn sử dụng. Trong khi nhiều cơ sở làm bún thời điểm đó đều phải bán bún bao, tức bán không hết thì trả lại lò, thì các sản phẩm làm từ gạo như bún, bánh phở, bánh canh, bánh lọt của cơ sở Ba Khánh này, khách hàng phải trả tiền mặt khi mua hàng, nhưng vẫn chiếm thị phần khống chế tại thành phố Vĩnh Long và vùng phụ cận. Người chủ cơ sở này làm bún trước tiên là nghề gia đình, nhưng với niềm đam mê lớn, quyết vinh danh thương hiệu để chiếm lĩnh thị trường, ông mạnh dạn đầu tư nhà xưởng mới hoàn toàn, gồm 4 dây chuyền sản xuất bún trị giá hàng tỷ đồng. Kết quả từ sự đầu tư đó hoàn toàn xứng đáng khi mà năng suất và sản lượng tăng như ý. Nếu như trước đây, từ gạo nguyên liệu ngâm xay ra thành phẩm phải mất từ 3 ngày, thì nay với dây chuyền công nghệ mới, thời gian rút ngắn chỉ còn 6 tiếng. Đặc biệt là từ năm 2015, cơ sở thay đổi công nghệ sản xuất bún khô, tiết kiệm nước thải đến 80%. Nhiên liệu củi thay thế dần bằng điện, nên nhà xưởng đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Sợi bún dai và xốp tự nhiên, nên hàng sử dụng trong điều kiện bình thường nâng lên 2 ngày, gấp đôi so với quy trình sản xuất cũ. Trước đây, người tiêu dùng chỉ biết loại bún thớt, bún sợi đựng trong bọc ni lông, thì cơ sở đã tiên phong việc đóng gói bao bì với trọng lượng mỗi gói nửa ký và có in hàng sử dụng rõ ràng. Được biết cơ sở mình vừa nhập về dây chuyền để sản xuất bún tươi, thì cô có thể cho biết là quy trình sản xuất bún tươi hiện tại với quy trình sản xuất bún tươi truyền thống thì có gì khác nhau hay không ạ? Từ xưa thì theo cái truyền thống ông bà mình đó, thì khi từ gạo chế biến ra được cái bún tươi thì phải tốn từ 5 đến 7 ngày. À, khi sản phẩm ra thì trong lúc chế biến á, nó cũng không có được đảm bảo vệ sinh nhiều, tại vì nó còn phải lệ thuộc vào khói bụi. Hồi xưa thì mình xài bằng trấu, đốt củi, thì còn khói bụi. Thấy vậy cho nên cơ sở mới mạnh dạn mà đầu tư cái thiết bị này về đó. Thì nó có rất nhiều cái lợi. Cái thứ nhất là mình đỡ được cái nhân công. Hồi xưa thì một cái máy phải tốn 5 người, bây giờ một cái máy chỉ là một người thôi. Và cái lượng nước trong lúc quá trình sử dụng để mà rửa bún là không có nữa. Thưa cô, trong năm 2014 thì cơ sở mình đã đầu tư dây chuyền để sản xuất bún khô. Thì hiện tại thì cái quy trình sản xuất có gì khác so với trước hay không ạ? Cái dây chuyền là sản xuất bún khô, gọi là bún khô nhưng mà bún tươi, nhưng mà khô mà không qua rửa đó, thì mình gọi là bún khô. Rất hay là nó khô, nó dai, mình đã cái thời gian sử dụng nó dài hơn. Hồi trước thì giờ bún thì sử dụng trong vòng 24 tiếng, còn bây giờ thì sử dụng có thể được 48 tiếng. Trong năm 2014, Trung tâm Khuyến công của tỉnh đã hỗ trợ mình về việc tư vấn xây dựng thương hiệu. Thì bước đầu đã mang lại hiệu quả gì đối với cơ sở của mình ạ? Bước đầu đó thì cơ sở cũng thấy đạt hiệu quả. Bước đầu, ví dụ như trước thì những sản phẩm mình ít ai biết đến. Rồi bây giờ thì qua cái quá trình đó thì mình có thay đổi mẫu mã, logo, bao bì. Lúc trước thì mình bún mình thì vô bún bọc lớn, 5kg, 10kg. Nhưng mà trong quá trình đó thì mình đã thay đổi được, mình vô là bún tươi, mình cũng vô bún bọc nửa ký, rồi bánh canh, bún bò Huế và phở. Mình cũng từ từ mình đưa vô bún bọc để đưa đến tay người tiêu dùng. Trong năm 2015 thì cơ sở của mình có chiến lược gì để phát triển thương hiệu, để gửi những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng hay không ạ? Ngay cái Tết âm lịch, cơ sở cũng đã đưa ra, mở ra 2 cửa hàng. Một cửa hàng ở chợ Phước Yên, Lộc Hòa, và một cửa hàng ở chợ Tân Hội, để sản phẩm của mình đưa đến tay người tiêu dùng rộng rãi hơn. Do việc quản lý sản xuất quy mô gia đình nên dù có kinh nghiệm nghề đã 20 năm, việc lập kế hoạch phát triển thương hiệu lúc đầu là vấn đề quá mới mẻ. Chỉ vài năm gần đây, nhất là từ khi được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh, cơ sở mới chú trọng hơn việc nhận diện thương hiệu đối với người tiêu dùng. Được sự hướng dẫn của đơn vị tư vấn, cơ sở thay đổi nhãn hiệu hàng hóa, bao bì,
tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, mở ra cơ hội mới để mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận và thành phố Hồ Chí Minh. Là tỉnh không giáp biển, nhưng Vĩnh Long có nghề sản xuất nước mắm phát triển, tập trung ở thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh. Cũng như nhiều cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống, doanh nghiệp tư nhân chế biến thực phẩm Hồng Hương cũng có bước khởi điểm từ hộ gia đình. Công nghệ chế biến nước mắm gia truyền với các thùng gỗ ủ cá bắt đầu được thay đổi từ khi anh Nguyễn Tường Nam, người con của gia đình, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa ngành hóa thực phẩm, kế tục sự nghiệp. Một nhà xưởng mới được xây dựng vào năm 2011 để chế biến nước mắm chất lượng cao 40-60 độ đạm. Bằng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tiêu chuẩn ISO 22000, doanh nghiệp triển khai sản phẩm nước mắm mới với thương hiệu Gia Hỷ, đóng chai thủy tinh sử dụng một lần, định vị phân khúc thị trường cao cấp qua kênh bán lẻ hiện đại là siêu thị. Qua hơn 2 năm, Gia Hỷ đã trở thành thương hiệu nước mắm có sự tăng trưởng hàng năm ở mức 2 con số. Định vị thương hiệu nước mắm sạch, không sử dụng phụ gia tạo màu, mùi và đi vào thị trường ngách là cơ sở để sản phẩm có sự thành công. Được biết là từ một doanh nghiệp sản xuất theo kiểu truyền thống gia đình với nhãn hiệu nước mắm đầu tiên của mình đó là nước mắm Hồng Hương. Không biết vì lý do gì mà vào năm 1996 thì mình lại sử dụng nhãn hiệu là nước mắm Hồng Vũ. Nghề nước mắm của gia đình chúng tôi thì bắt đầu làm từ thời cha ông đến nay. Thì trước tiên đó là cái nhãn hiệu là Hồng Hương. Thì tới năm 1996 thì khi mà luật sư Hùng Trí Tuệ ra đời cũng được một thời gian thì chúng tôi đi bảo hộ thì cái hiệu Hồng Hương cũng đã bị người khác đã bảo hộ trước. Và đây là cũng cái nhãn hiệu của cái chung cái ngành nghề là buộc lòng mình phải chuyển đổi sang một cái sản phẩm khác, đó là cái nhãn hiệu Hồng Vũ. Xuất phát từ nhận định thị trường như thế nào mà vào năm 2012 thì mình đã mạnh dạn đầu tư về máy móc thiết bị, nhà xưởng cũng như là công nghệ để sản xuất ra nước mắm Gia Hỷ để gửi đến tay người tiêu dùng ạ? Năm 2012 là cũng cái giai đoạn là cái nền kinh tế cũng đang khó khăn. Tuy nhiên trong cái giai đoạn này thì tôi nhận thấy rằng nổi lên những cái vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm và đầu tư. Trước tiên đó là cái vấn đề về cái chất lượng của cuộc sống. Đó cũng có tuy có khó khăn nhưng cũng đã được nâng lên. Hay nữa là các vấn đề người tiêu dùng đang quan tâm nhất đó là cái vấn đề an toàn thực phẩm. Thì ý tưởng nước mắm Gia Hỷ ra đời dựa trên cái nền tảng chủ yếu đó là làm sao để cho người tiêu dùng thưởng thức được cái nước mắm là truyền thống và đặc biệt là truyền thống nhưng được chế biến qua cái công nghệ hiện đại, xử lý ở các cái khâu vật lý, không can thiệp các cái thành phần hóa học. Anh có thể cho biết là phân khúc định vị đối với hai loại sản phẩm là nước mắm Gia Hỷ và nước mắm Hồng Vũ thì có gì khác biệt hay không ạ? Nhãn hiệu Hồng Vũ thì cho các cái thị trường nông thôn, các cái kênh truyền thống hồi xưa tới giờ. Thì cái nước mắm Gia Hỷ thì chúng tôi định vị vào cái phân khúc thị trường cấp cao hơn, đó là các cái gia đình có thu nhập từ trung bình đến cao ở các cái thành thị. Đánh giá tới hiệu quả bây giờ thì chúng tôi chủ yếu là dựa vào cái thị phần mà chúng tôi phát triển được. Tôi đo cho đây gần đây là một cái sự thành công. Tại vì chúng tôi đã bắt đầu từ số 0 và chúng tôi qua cái giai đoạn phát triển là khoảng 2 năm nay. Được biết vào cuối năm 2014 thì Trung tâm Khuyến công của tỉnh cũng đã hỗ trợ tư vấn cho mình về xây dựng thương hiệu nước mắm Gia Hỷ. Thì với những đề xuất như vậy thì mình có chiến lược gì để phát triển sản phẩm này trong những năm tới, đặc biệt là trong năm 2015 này hay không ạ? Đây là một cái đề tài hỗ trợ cho doanh nghiệp, tôi thấy nó cũng rất là thiết thực. Trong cái giai đoạn kinh tế hiện nay thì tôi thấy rằng các cái giải pháp về thị trường thì nó cũng rất là hiệu quả để mà có cái sức hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thì trong cái đề tài này thì chúng tôi cùng các bên tư vấn sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công thì chúng tôi cũng có bàn bạc kỹ về cái vấn đề chiến lược cho sản phẩm, cho thị trường và cho cả doanh nghiệp. Thì sau khi cái đề tài kết thúc thì bên tư vấn cũng đã đưa ra những cái chiến lược và tư vấn giúp chúng tôi định hình lại được cái sản phẩm. Năm 2015 thì chúng ta cần phải làm gì, 2016 làm gì và 2017 làm gì. Cho đến nay, đây là thương hiệu nước mắm đầu tiên và duy nhất của tỉnh Vĩnh Long quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000 phiên bản 2005. Đặc biệt là 100% sản phẩm đều được tiêu thụ qua kênh bán lẻ hiện đại là siêu thị. Đến nay, nước mắm Gia Hỷ đã được bày bán tại hơn 200 điểm thuộc các hệ thống siêu thị trong cả nước. Đây cũng là sản phẩm duy nhất của Vĩnh Long được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam.
Xuất phát từ cơ sở gia đình sản xuất đường mạch nha, kẹo theo lèo từ năm 1976, phát triển lên thành doanh nghiệp 30 năm sau đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hải Vĩnh Long có những bước đi chậm mà chắc. Thành lập nhà xưởng mới ngay khi cơn khủng hoảng kinh tế tài chính bùng phát, Sơn Hải đã tự vươn lên nhờ tự chủ về tài chính, duy trì với số lượng hơn 100 công nhân lao động từ khi xây dựng nhà xưởng mới và đặc biệt là thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000 phiên bản 2005 vào năm 2013. Công ty đã có một bước tiến dài. Nhờ đầu tư mạnh cho trang thiết bị hiện đại, sản lượng sản xuất đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Nhờ tận dụng được những nguyên liệu có thế mạnh tại địa phương như đậu phộng, hạt me, mạch nha, vân vân. Cùng với kinh nghiệm quản lý chất lượng và công nghệ sản xuất đóng gói trên dây chuyền tự động, các mặt hàng kẹo đậu phộng, kẹo hạt điều được khách hàng đánh giá cao nhờ hương vị tự nhiên. Đặc biệt, công ty đã định vị sản phẩm của mình khá rõ nét qua hai dòng sản phẩm với thương hiệu riêng biệt. Trong đó, thương hiệu Sơn Hải dành tiêu thụ qua kênh bán lẻ truyền thống và thương hiệu Soha chuyên cung cấp qua hệ thống bán lẻ hiện đại là siêu thị. Sản phẩm của Sơn Hải hiện có thị trường rộng khắp từ Lâm Đồng đến Cà Mau và tại hệ thống siêu thị Co-op-mart, Bixi, Citymart, Maximart, Lottemart, Metro và các hệ thống cửa hàng thực phẩm, trung tâm thương mại trên toàn quốc. Khi mà mình xây dựng thương hiệu Sơn Hải thì mình định vị cái sản phẩm của mình trên thị trường như thế nào ạ? Năm 2006 thì công ty đã thành lập công ty và từ đó thì mình xác định cái thứ nhất là về cái thương hiệu để cho người tiêu dùng biết đến. Cái thứ hai là về cái chất lượng sản phẩm và công ty từ đó mới là thành lập nên những làm thiết kế những cái mẫu mã mới cho bà con, vậy như là cho người tiêu dùng á, khi mà người ta sẽ sử dụng, người ta sẽ dòm tới cái thương hiệu, người ta sẽ nhớ mãi cái thương hiệu Sơn Hải đó. Chị có thể là cho biết định vị hai cái nhãn hiệu đó là Soha và Sơn Hải trên thị trường này như thế nào ạ? Đầu tiên á, là công ty đã xác định được ví dụ như cái thị trường bán lẻ ở ngoài theo cái kênh truyền thống là mình xài cái thương hiệu, mình sử dụng cái thương hiệu là Sơn Hải. Rồi Soha là mình phân khúc cái thị trường ra. Cái sản phẩm Soha là cái dạng như cái chất lượng nó cao và cái bán trong cái kênh siêu thị. Trên 30 năm sản xuất thì cái sản phẩm của công ty mình đã có mặt trên thị trường cả nước chưa? Và kênh phân phối chủ yếu của công ty mình là kênh phân phối nào ạ? Từ năm 1976 thì mình phân phối theo cái cách là truyền thống, là bán tới những cái kênh bán lẻ nhỏ. Nhưng mà năm 2006 thì mình đã xác định nên mình chia phân khúc thị trường ra. Mỗi tỉnh là mình sẽ phân phối một cái đại lý. Và còn từ ngoài Đà Lạt trở về ngoài Hà Nội á, là do hệ thống siêu thị Bixi phân phối. Được biết là công ty của mình đã xuất khẩu một số sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Chị có thể cho biết là một số thị trường mà nhập khẩu sản phẩm của mình hay không ạ? Sản phẩm mình thì có một cái nhà nhập khẩu, người ta sẽ mua, người ta xuất qua bên Dubai, Ấn Độ. Những cái kết quả bước đầu khi mình nhận được cái sự hỗ trợ tư vấn từ xây dựng thương hiệu của Trung tâm Khuyến công tỉnh Vĩnh Long ạ? Tháng 9 năm 2014 á, là Trung tâm Khuyến công á, đã có kết hợp với Viện Quản trị Quốc tế ở Sài Gòn á, là hỗ trợ cho công ty xây dựng cái thương hiệu. Từ đó cũng giúp ích được công ty là hoạch định được những cái kế hoạch từ năm 2014 tới năm 2018 và đưa ra những cái chiến lược kinh doanh tạo điều kiện cho cái thương hiệu mình càng ngày càng đi xa hơn. Có thể thấy, tìm hướng đi riêng là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Phước Thành 4, một doanh nghiệp chuyên xay xát lao bóng gạo, thành lập cách nay tròn 20 năm. Từ chỗ chuyên cung ứng xuất khẩu gạo, năm 2005, công ty đã xây dựng nhãn hiệu hàng hóa riêng, chọn thị trường trong nước thay vì xuất khẩu. Đây là một ý tưởng mới mẻ lúc bấy giờ, bởi lẽ người tiêu dùng trong nước vẫn duy trì thói quen là mua gạo lẻ thay vì gạo đóng gói bao bì. Bằng việc đầu tư nhà máy bao bì, nhà máy sản xuất gạo sạch, công suất 200 tấn một ngày, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Sản lượng gạo của doanh nghiệp sản xuất và cung ứng tăng mỗi năm hơn 20%. Trong đó 50% sản lượng được tiêu thụ thị trường phía Bắc và Trung Quốc. Trong năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Phước Thành 4 là một trong 4 doanh nghiệp được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Vĩnh Long triển khai thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2013-2015. Mục đích là giúp doanh nghiệp chủ động hội nhập thành công, phát triển sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh bền vững.
Được biết cách đây 10 năm, các công ty chọn hướng đi đó là cung cấp sản phẩm xuất khẩu. Tại sao giờ thời điểm đó thì mình lại muốn xây dựng thương hiệu gạo sạch Phước Thành 4 với nhãn hiệu là con bồ câu ạ? Thì riêng công ty của Phước Thành 4 thì xây dựng cái thương hiệu thứ nhất là bán trong nước, cái tưởng là để làm sao cho cái gạo của đồng bằng sông Cửu Long mình nó có một cái hạt gạo nó có giá trị hơn. Công ty của mình đã xây dựng được một cơ sở in bao bì, thì việc đó nó mang ý nghĩa gì? Bao bì thì hồi xưa thì đa phần là mua ở tận thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì trong cái giai đoạn là mình làm thương hiệu thì bắt đầu mình bán trên thị trường á, thì cái một số công ty khác mua bao về người ta in, người ta nhái những cái nhãn mác của công ty mình. Và bao bì nó cũng gần giống như cái người tiêu dùng, người ta sẽ dễ bị nhầm lẫn. Nên là cũng nhiều lần đi xử lý nhưng mà rất là khó. Mình có cái ý tưởng nghĩ ra là làm cái bao bì là để làm sao chống những cái bao bì giả. Trong năm 2014, Trung tâm Khuyến công tỉnh đã hỗ trợ một số công ty tư vấn xây dựng thương hiệu. Phước Thành 4 của mình cũng là một trong những công ty được nhận sự hỗ trợ này. Thì ông có thể cho biết là những kết quả bước đầu mang lại đối với công ty mình là gì? Bước đầu bên công ty tư vấn cho mình trong cái thời gian 3 tháng học hỏi được nhiều cái để xây dựng cái thương hiệu trong nước và quốc tế. Thì bắt đầu xây dựng những cái mẫu mã mới nè, bao bì mới, thì chiến lược thị trường rồi các thứ, thì nói chung là mình áp dụng trong mấy tháng đầu năm thì nói chung là những cái hàng quà Tết này kia rồi thì nói chung là hiệu quả rất là lớn. Trong năm 2015 thì mình có chiến lược gì để phát triển thương hiệu của mình hay không ạ? Chuẩn bị ra thị trường thương hiệu gạo sạch Hương Việt. Thì trong cái dịp Tết này thì mình làm những cái bao bì quà Tết. Trong năm 2015 này thì công ty cũng có 3 cái mục tiêu. Thì thứ nhất là cái ISO 22000 là một cái nhà máy để sấy lúa và tồn trữ những cái loại gạo đặc sản. Thứ ba nữa thì mình cũng mở những cái showroom, thứ nhất là cửa hàng mẫu ở Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh, hai nữa thì các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Trong năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Vĩnh Long đã phối hợp với công ty tư vấn Raymark hỗ trợ 50% chi phí xây dựng hoàn chỉnh chiến lược phát triển thương hiệu cho 4 doanh nghiệp. Ngoài ra, trung tâm cũng đã làm hồ sơ đề nghị Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận 5 nhãn hiệu mới gồm gạch nung Vĩnh Long, bánh Hải Ký, bê tông Thành Nguyện, gạch không nung Phước Lộc Hải và đậu bắp xanh Tân Quế. Năm nay thì đã xây dựng là coi như là cơ bản đã hoàn thành 4 cái hỗ trợ 4 cái doanh nghiệp là xây dựng về chiến lược thương hiệu. Còn về cái quảng bá thương hiệu thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2015. Còn riêng đối với cái nội dung phần việc 2015 á, thì chúng tôi là hỗ trợ là một làng nghề, hai hợp tác xã, tức là làng nghề gạch gốm của Vĩnh Long, rồi hợp tác xã Bưởi Năm Roi của Bình Minh, hợp tác xã là Cam Sành của Tam Bình, để mà xây dựng cái chiến lược thương hiệu. Trong các phần việc này thì chúng tôi hiện nay đang xúc tiến. Ngoài ra thì hỗ trợ một số cơ sở doanh nghiệp là xây dựng, coi như là đăng ký cái nhãn hiệu trên địa bàn. Họ được trang bị những cái kiến thức mới về cái quản trị doanh nghiệp, về cái marketing, về cái tiếp cận thị trường. Qua đó thì cái thị phần của họ là có cái xu hướng là tăng lên. Riêng trong năm 2015 này, Vĩnh Long sẽ tiếp tục thực hiện đề án xây dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký mới cho 2 nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho 7 nhãn hiệu. Đây là những cú hích vừa giúp các doanh nghiệp phát triển thương hiệu, vừa tạo điều kiện tốt để hội nhập sâu rộng hơn khi nước ta gia nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu thu hoạch vụ lúa đông xuân sớm. Nông dân lo lắng khi giá lúa đang sụt giảm mạnh, trong khi thời điểm thu hoạch rộ đang đến gần. Thị trường tiêu thụ lúa gạo năm 2015 sẽ như thế nào khi mà xuất khẩu gạo được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do vấp phải sự cạnh tranh từ các nước, đặc biệt là từ Thái Lan. Chuyên đề kinh tế kỳ tới với chủ đề đầu ra vụ lúa đông xuân phát sóng vào lúc 19:45 ngày 2 tháng 3 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Kính mời quý khán giả đón xem.